mùng 4 Tết các bạn, thì mình có một chuyến du xuân dã ngoại các bạn. Điểm đến của mình đó là cái huyện Vĩnh Thạnh, và điểm đến cụ thể đó là hồ thủy điện Định Bình các bạn. Đấy, đây nè, đây là khung cảnh hồ thủy điện Định Bình, hồ thủy điện thủy lợi lớn nhất của Bình Định luôn các bạn nhé. Đấy, đã nhiều lần rồi thì mình đi hồ này rồi, nhưng mà mùa xuân thì Tết thì Thọ đi lần này lần đầu tiên. Đấy, xung quanh thì có rất nhiều bạn trẻ lên đây tổ chức để mà cắm trại ăn nhậu các bạn nhé, rất nhiều. Đó, bên phía bên kia bạn, người ta nướng gà rồi uống bia bên những cái lùm cây rặng cây này các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều. Còn phía dưới thì hồ, ở phía dưới thì cái khu vực hạ lưu các bạn, hồ sẽ ít nước thôi cho nên nó cạn, tí nữa thì Thọ xuống Thọ quay cho mọi người xem. Còn khu vực ngay chỗ ban quản lý của hồ Định Bình các bạn là cũng rất là nhiều người tụ tập trong cái rừng dương để mà. Cửa ra cho mọi người xem. Đó các bạn, đấy. Đây là khung cảnh dưới cái chân hồ. Rất tiếc là tháng 10, tháng 11 vừa rồi mình hứa mình lên quay cái lúc mà xe lũ mà không có đi được các bạn. Dưới Quy Nhơn nó mưa to lắm, cho nên là không có đi được. Rất tiếc ghê, mình thích khám phá những cái gì mà nó hấp dẫn, nó là lạ mà nó nguy hiểm một chút. Chứ mấy khung cảnh này thì nó đẹp thôi, nhưng mà không có cái gì nó hấp dẫn mình cả. Đó, đây khu vực ở bên kia các bạn nha, cái rừng cây là đống đen luôn. Cái chỗ nào có cây là chỗ đó có người. Bây giờ mà mình đi mà tìm cái chỗ xí phần là hết rồi các bạn. Không chỗ nữa, không chỗ ngồi nữa, hết rồi. Đấy. Đó, mấy đứa ở vùng trên đây nó câu cá này. Người ta lên vẫn còn này, trưa rồi, 12 giờ rồi các bạn, người ta lên vẫn còn.
Đó, điểm dã ngoại lý tưởng các bạn. Nếu mà ai mà chưa đi Vĩnh Thạnh các bạn, là mình sắp xếp thời gian nào đó đi cuối tuần các bạn, đi lên dã ngoại, đem theo cần câu, rồi đem theo mồi. Nếu mà có bạn trên Vĩnh Thạnh thì người ta la mồi cho mình. Đấy, mình đem bia theo thôi. Đó các bạn. Mấy người này ở mấy cái huyện khác tới này, mấy vùng khác tới. Rồi, cái điểm nào hấp dẫn ở Bình Định du lịch muốn review thì mình để lại dưới phần comment thì mình cố gắng mình đi hết cho các bạn xem nha. Rồi, ok các bạn, bye bye các bạn nha.
one family in the soul of harmony.